Công viên nước Đầm Sen và nỗi lo mất khách, các trung tâm thương mại mới mọc lên là một phần nguyên nhân khiến càng ngày càng ít khách đến với công viên nước Đầm Sen. Ông Võ Ngọc Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen cho biết, kết quả kinh doanh năm 2019 đã tăng trưởng chậm lại sau gần 2 thập kỷ hoạt động. Cụ thể, doanh thu chỉ tăng 1% và vượt kế hoạch đề ra chưa đến 500 triệu đồng. Sản lượng khách cả năm giảm 3% và không hoàn thành kế hoạch. Doanh nghiệp này nhận định có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến trực tiếp hoạt động trong thời gian tới. Trong đó, việc các trung tâm thương mại như là Aeon Bình Tân, Tân Phú, Vincom Landmark 81 đã thu hút lượng lớn giới trẻ đến vui chơi vào dịp cuối tuần là bài toán mà buộc ban lãnh đạo phải suy nghĩ. Hợp đồng cho thuê đất cũng đã hết hạn từ tháng 7 năm 2018, nhưng hiện tại vẫn chưa được gia hạn cũng khiến cho doanh nghiệp lo lắng. Giá thuê mới nhiều khả năng sẽ rất cao, từ đó ảnh hưởng đến lợi nhuận năm nay và cả năm sau. Nhiều tài sản đã khấu hao toàn bộ nên cần đầu tư lớn để duy trì hoạt động thường xuyên. Tuy nhiên, vì thủ tục đất đai nên việc sửa chữa, nâng cấp hoặc là triển khai dự án công viên nước thứ hai ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang bị treo. Công ty cũng đặt ra doanh thu năm nay là 225 tỷ đồng, trong đó công viên nước đóng góp 215 tỷ đồng. Ban lãnh đạo cho biết, năm nay sẽ chú trọng quảng cáo trên mạng xã hội, liên kết với các trường học, lựa chọn được những ca sĩ được nhiều yêu thích biểu diễn vào dịp cuối tuần để hút thêm khách. Công viên nước Đầm Sen đang nhìn thấy dư địa dồi dào để tăng trưởng và đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến dài hơi. Ông Tuấn viết trong tài liệu trình đại hội đồng cổ đông. Trước đó, lãnh đạo doanh nghiệp này khẳng định, ngay khi cả không có dịch vụ vui chơi giải trí mới trong 2 năm tới, thì vẫn có thể tăng trưởng tối thiểu là từ 4 đến 6% một năm. Tuy nhiên, dù hoạt động khá khiêm tốn nhưng công viên nước Đầm Sen vẫn giữ truyền thống là chia cổ tức lớn. Năm ngoái, công ty lãi sau thuế là 95 tỷ đồng, thì hội đồng quản trị trình phương án chia 60% bằng tiền mặt, mỗi cổ phiếu nhận 6.000 đồng và chỉ giữ lại 8 tỷ đồng lợi nhuận. Kế hoạch năm nay sẽ chia tối thiểu 36% vốn điều lệ, ước tính số tiền trên 120 tỷ đồng. Công viên nước Đầm Sen vừa công bố tài liệu để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 20 tháng 10 năm 2020 tới đây. Công ty cho biết tổng doanh thu năm 2019 đạt được là 219 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch đặt ra cho cả năm, lợi nhuận trước thuế đạt 120 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 95 tỷ đồng, bằng với năm 2018. Trên thực tế, kết quả kinh doanh năm 2019 không có nhiều tăng trưởng so với năm 2018. Theo báo cáo, lượng khách đến công viên nước Đầm Sen chỉ đạt gần 97% và với công viên Khủng Long chỉ hơn 80% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, chi phí sử dụng đất đang tăng cao. Trong năm 2019, công viên nước Đầm Sen ghi nhận mảng kinh doanh ăn uống tiếp tục giữ mức ổn định, chiếm khoảng 22% tổng doanh thu, dù công ty phải ngừng kinh doanh phố nướng để giải quyết vấn đề tồn đọng giữa các đối tác. Với kết quả đạt được, công viên nước Đầm Sen dự kiến trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, trong đó dành hơn 72 tỷ đồng, chia cổ tức tỷ lệ 60%. Với dòng tiền lợi nhuận đều đặn, Đầm Sen thường xuyên chi mức cổ tức cao cho các cổ đông. Cổ đông lớn nhất tại công viên nước Đầm Sen là Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ, nắm 33,54%, sẽ nhận về được 24 tỷ đồng. Vào năm 2020, công viên nước Đầm Sen tiếp tục theo dõi và có kế hoạch để tham gia dự án công viên nước thứ hai tại thành phố Hồ Chí Minh. Ước tính tổng doanh thu năm 2020 rơi vào khoảng 225 tỷ đồng, trong đó 115 tỷ đồng đến từ công viên nước Đầm Sen, 6 tỷ đồng đến từ công ty thực phẩm Lotus Aroma và 5 tỷ đồng đến từ viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học Lotus Aroma. Phấn đấu chi cổ tức tỷ lệ là 36%. Hiện tại, công ty đang tiếp tục đầu tư nhà máy sản xuất rượu Thanh Long tại Phan Thiết và dự án viện nghiên cứu công nghệ vi sinh Labby. Phấn đấu sẽ cân đối được thu chi tại các đơn vị này ngày năm đầu tiên đi vào hoạt động. Ngoài ra, thì đại hội đồng cổ đông thường niên lần này cũng sẽ bổ sung 2 thành viên hội đồng quản trị, trong đó có một thành viên độc lập, cho nhiệm kỳ năm 2018-2023. Bên cạnh đó, hội đồng quản trị còn trình đại hội thông qua việc chi khen thưởng cho cán bộ công nhân viên trước Tết Nguyên Đán. Theo tờ trình, lâu nay công viên nước Đầm Sen đều tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên trước Tết Nguyên Đán và việc thông qua nghị quyết khen thưởng thực hiện trước Tết là dễ thực hiện. Tuy nhiên, từ năm 2020, có thêm các đơn vị rượu Thanh Long và viện nghiên cứu Labby, nên công tác kiểm toán sẽ kéo dài. Do vậy, để đảm bảo chăm lo đời sống nhân viên, đặc biệt là vào dịp Tết, nên công ty trình phương án chủ động chi tạm thưởng, khen thưởng hàng năm cho nhân viên trước Tết Nguyên Đán trong hạn mức nhất định và sẽ được trình đại hội sau đó. Theo tờ trình, trích khen thưởng, công viên nước Đầm Sen sẽ trích 15% lợi nhuận sau thuế năm 2019 để thưởng cho cán bộ nhân viên. Theo đó, công ty sẽ trích gần 14,3 tỷ để thưởng cho toàn bộ nhân viên trước Tết Nguyên Đán năm 2020. Như vậy, tổng mức chi cổ tức và thưởng nhân viên của Đầm Sen là hơn 86 tỷ đồng, xích sát con số lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm là 95 tỷ đồng. Sát Vương mới đây cũng xin rút khỏi ghế hội đồng quản trị công viên nước Đầm Sen. Được biết, Sát Vương được bổ nhiệm từ năm 2016, thay thế cho ông Bùi Văn Quân. Vào ngày 10 tháng 1 năm 2020, Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen có nhận được đơn xin từ nhiệm của hai thành viên hội đồng quản trị là ông Trần Anh Vương, thành viên ban hội đồng quản trị, và ông Bùi Xuân Phong, thành viên độc lập hội đồng quản trị. Lý do cá nhân khiến hai thành viên không thể tiếp tục đảm đương nhiệm vụ tại Công viên nước Đầm Sen.
Trong đó, ông Trần Anh Vương được biết là một trong những cá mập của chương trình Shark Tank. Mùa 1 và mùa 2, hiện ông Vương vẫn nằm trong ban tổ chức. Bên ngoài, ông Vương cũng kiêm coi nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt tại một số công ty tên tuổi, như là Dược Việt Nam, là thành viên hội đồng quản trị. Nhựa Đồng Nai cũng là thành viên hội đồng quản trị. Công ty đầu tư BVG cũng là chủ tịch hội đồng quản trị. Trong năm 2018, Sắc Vương đã rời khỏi ghế nóng tại Sam Holding. Tại công viên nước Đầm Sen, Sắc Vương được bổ nhiệm từ năm 2016, thay thế cho ông Bùi Văn Quân.